chiều thơm du hồn người bồng bềnh. Chiều không yêm gọi người đời mò. Chiều thương cho mẹ mây ươm nắng. Nắng đời chiều nước say. Nắng nhuộm chiều hay ơi. Ngày đi qua vài lần buồn phiền. Người quên với cuộc tình đào điên. Người quên một vòng tay ôm nhớ. Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Văn xa một đêm càn xa nhau nghìn trùng. Tiết nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Mai sao rồi tiết những ngày còn ấu thơ. Lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bành bồng. Về đâu thân này mòn mỏi không. Về sau và nhiều năm sau nữa. Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Cảm ơn quý vị vừa thưởng thức tuyệt phẩm bài không tên số 8 của Vũ Thành An. Hôm nay là ngày thứ 6, 10 tây tháng 7 năm 2020. COVID-19. Thank you and goodbye.